Bây giờ tôi thấy có bác đang ngồi trước tôi đó, năm nào tôi cũng gặp bác hết rồi. Mà bác hồi nãy giờ bác cũng hỏi rất nhiều, nhưng mà tôi không cho bác cái dịp mà hỏi, bởi vì bác hỏi đó không, tôi sẵn sàng cho để bác hỏi, bởi bác hỏi thú vị lắm, bởi bác là người tu ngày ngày 80 tuổi, trên 80 tuổi hơn bác, mà lúc nào tôi cũng thấy bác tu hết á, lúc nào giảng nó về pháp trời lạnh đó. Dạ, rồi bác cho tôi nói rồi tôi để cho bác hỏi. Không, tôi đã đón ý bác rồi, ra tôi mới ngừng ngừng á, tôi đón ý bác rồi. Và chúng ta thấy cái gương của bác này, bác rất là lớn tuổi mà bác tu dữ lắm, bác tôi biết, tôi nghe nói mà tôi bác âm thầm lặng lẽ mai đi ấy đâu, bác lúc nào cũng khiêm, rất là khiêm tốn, nhưng mà thực hành tu hành lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng là thực hiện 10 nguyện dân Bồ Tát của ngài mà Phổ Hiền đó. Thứ nhất lễ kính chư Phật cho đến một Phổ Giai Hồi Hướng đó, là mỗi ngày là ông cụ thực hành hết đó. Đó, năm nào gần 10 năm nay ở Diệu Pháp hay ở Bảo Pháp, tôi lúc nào tôi cũng gặp ông cụ hết á, mà tôi biết nãy giờ ông cụ muốn nói lắm. Thì bây giờ đó tôi mới nghĩ là ngày đầu của tôi cũng chưa ở trong đây, có nhiều vị đã giữ đốt tôi giảng 10 năm nay rồi, nhưng có nhiều vị mà hồi tôi bắt trả bài mà kinh về chú Đại Bi bằng chữ Phạn, bởi mấy tôi dạy chú chữ Phạn bây giờ mấy vị đã thuộc hết rồi, chú Đại Bi mà đọc bằng chữ Phạn, bởi vì chữ Hán đó, chú Đại Bi là âm ra từ chữ Phạn, âm ra từ Sanskrit, bởi vì có nhiều vị đây đã thuộc lòng, hồi tôi sẽ hỏi. Rồi trở lại với bác đó, thì tôi nãy giờ tôi nhìn thoáng thoáng thấy bác muốn hỏi, bởi thế là tôi mới trước khi đó, sau khi tôi nhìn tôi mới nói đến cái phẩm mà ngài mà giữ mặt cật mà phải im lặng đó. Sau khi mà mấy câu hỏi mà liên tiếp tất cả chữ Đại Bồ Tát được trả lời, và đến ngày mà cần im lặng, mà ngày khi ngày mà cần im lặng thì được ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Trí Sư Hiện Lợi tán thán, tán thán cái im lặng, và các thiền sư gọi là mặt như lôi, là im lặng như sấm nổ á. Nhưng mà tôi bữa nay tôi không có bắt chước ngài mà cần đâu, tôi đâu có đủ đức hạnh để mà, bởi vì im lặng là phải tu hành, phải đến đạt đến một trình độ rất là cao, dầu pháp không hai nhưng mà phải nó có cao có thấp dễ hiểu, phải là chư Đại Bồ Tát mới đến được cái độ ngay đến ngày Duy Mật Cật đi nữa. Mấy chư Đại Bồ Tát khác thì cũng phải kính nể ngày Duy Mật Cật, bởi vì ngày Duy Mật Cật đến một câu hỏi mà tối thượng ngày im lặng, cái im lặng đó đã được ngày Văn Thù Sư Lợi là Đại Trí cho là hay nhất, cho là một cái pháp môn cao nhất để trả lời về muốn diễn tả thế nào là không hai, im lặng. Thì khi mà bác đặt câu hỏi đó, thì tôi không có làm được, học được cái hạnh của ngài Duy Ma Cật, nhưng mà tôi cũng cố gắng trả lời làm sao mà trong câu trả lời đó, một cách gián tiếp hay trực tiếp, đều có cái sự im lặng trong đó, tức là có mở ra được cái dùng hai mà nói đến cái không hai, đó là cái khó khăn nhất. Dạ, kính bác. Dạ. Dạ. Đó câu đó hay tuyệt vời. Dạ. Đó. Dạ. Dạ. Dạ, cái mang hình đức cư sĩ, nhưng mà thực sự là Đại Bồ Tát từ trời trời của Phật Hồng Hỷ, trời của trời của ngài Phật A-xúc-gia, là cõi thuộc cõi của ngài Phật Bất Đồng á, ngài Đại Bồ Tát ngài thì xuống làm cư sĩ. Là cái câu mà của cụ vừa nói đó, nó là không phải lúc nào cũng làm như thế, nếu nói phương tiện là từ lúc thôi. Ví dụ nếu mình gặp cái người mà quan phí của cải tiền bạc thì mình mới thể hiện ra làm người bổn sản để mà giáo hóa chúng sanh. Chứ mình gặp người hạ tiện rồi mình thể hiện ra hạ tiện luôn, thì ông đó hạ tiện nhiều hơn nữa. Dạ. Dạ. Dạ, thấy việc. Dạ dạ. Dạ.